đã có thể áp dụng được ngay từ ngày 1 tháng 8 tới mà không cần văn bản hướng dẫn chi tiết. Với khuôn khổ pháp lý rõ ràng và minh bạch hơn thì bài toán khó về nhà ở sẽ được giải quyết một cách bền vững, thị trường bất động sản cũng như nền kinh tế sẽ chuyển động tích cực hơn nữa. Đến đây thì chương trình Vấn đề hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Kính thưa quý vị, chương trình trên sóng truyền hình Bến Tre đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trên sóng truyền hình Bến Tre vào lúc 5 giờ 15 phút sáng mai.